đây, 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 cô, 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 đi, đi, đi. Dạ, có anh Tướng, chọc anh Tướng, con có thứ hai nó bệnh đâu, không có biết chuyện con tôi. Bên đây kìa, bà Lâm. Qua nè. Thì bà vô, kêu chị đó. Kêu chị giữa hỏi luôn. Hỏi sao kêu ta hỏi tên mình gì gì đó. Mới hỏi tên. Nhà hỏi gì đó. Nhà con tên Hà Bị Lốt, 3 tuổi. Chồng cô, chồng chị tên gì nhốt luôn. Chồng cô phải chưa nhân tâm.
ai vậy da? Con tiện vua thế chạy sao? Tao có mà bày tỏ được. Còn có việc chi nữa không? Cháu năm mà tên gì thôi vậy? Không biết nữa. Nguyễn Anh Tấn. Thằng đó tên Nguyễn Anh Tấn. Con của bằng sát đó không? Con của bằng sát đó, ông Tấn bây giờ nó ngoại nó đau quá, ông vun cho nó hết. Chưa đâu. Nó đau vậy có sao không Tấn? Không giúp được con ông Tấn không? Con thì bệnh hoài không đi không có được. Con của bằng sát không Tấn? Con của bằng sát không Tấn mà. Cháu nội có một đứa ông giúp một con đi con đi uống được. Không không có thì gì đâu. Dạ, ngon hả? Vậy là không sao không tư? Không không có thì dạ. Còn còn có việc gì nữa không? Thôi, 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 cho con xin hỏi đâu đứa con ông Nguyễn mà làm mà không thấy được thì cái việc mà làm lắm á, tôi nhắm làm được thì làm á, cứ cứ việc mà làm. Dạ. Còn còn có gì chi nữa nữa không? Ông sẵn phun con đâu ông Tước, mà ông mới về nhờ ông thấy con đỡ rồi. Lùi ra giờ không có phun đâu. Ông không phun. Cái nóng quá. Ừ, con đi.
Anh Tướng là anh Tướng cầm vòng đó. Anh này hỏi nói chuyện không? Ông mới cầm chồng, ông mới tiếng tới hai ông xè, một ông đứng một chân là một ông đó đó. Một ông mà đứng đó là cái ông, cái miếng đứng cái ông tiếng cầm chồng thôi đó. Lỡ mấy miếng nó lên kìa đó. Ông chú quay đâu? Đúng, không phải. Ông chú là cái gì mà, ông chú nắng gì nè. Tiếng lèo. Cả năm có phát cũng đúng không mà chơi, bắt đầu rồi. Bị giấy rồi, phải giấy không? Này lớn vậy cũng năm mới biết nữa nè. Bà năm mà biết bao lâu nào, cũng không biết. Tầm 7 cũng biết. Người nào, người nào chứ. Người sai tên cũng gọi cũng nổi giận. Có cái miếng này em này dặm không có kêu. Dặm chỉ nghe phật phật thôi chứ không có kêu. Đâu có gà tí nữa. Được miếng kia. Ông chú chú về chung rồi. Dạ, đây yếu nè, bên đây nè. Về chung khác đi. Thì ông chú, ông tướng vừa không, ông chú vô rồi cũng giam chặt. Còn hơn nữa. Cầm chặt. Cầm chặt. Đồn thể là đó thì ông chú mình hồn đi nha. Nè nước cũng hổ nè, uống không? Ừ, được. Uống miếng đi bà, chừa tôi miếng với nha. Không có, cái ông kia ông nói chị bệnh đó. Hả? Thằng quán giả nó báo. Gì hả? Ừ. Tôi nói gì nè, mẹ nói thôi đi, đừng có điện cho mình cầu tôi nghiệp vậy vậy. Bỏ hả? Ừ. Ai uống vậy? Tao. Lọc mà. Không phải lọc mà ông Tăng ông nói chị bệnh. Mà nó mét thiệt luôn. Trời ơi, tôi mà. Thôi đi về đi quá hút rồi tôi hết thuốc rồi. Đi về đi mất. Cái này nó không phải rượu. Rượu. Rượu ta giống cái rượu. Cái này rượu ở đâu vậy? Rượu ở dưới đó. Trong cái can á. Trong can á. Ừ. Cho nó đều quá rồi. Mấy cái này đâu mày cho nó rồi đâu. Đâu nói không vô trong can. Nãy nào pha để kiên đi. Hồi nãy tao biết thế nào mà ông cọp cũng về trước. Chứ nếu mà trễ xíu đâu uống đâu. Trễ chút xíu là ông gà. Xin lọc à. Ừ. Đó, ông tướng kêu bả đi ra mà vô, đi ra vô hoài. Nè, có bệnh gì không? Muốn vô. Tôi nghĩ là ông còn hai tôi rửa mặt. Rửa mặt đây, ừ đúng rồi đó. Rửa mặt cho tôi sáng sủa đi. Mày đã tao giận rồi, mày vô mày nói chuyện không được. Mày xin tôi lấy nhiều chút xíu. Đáng lẽ ta kiếm cái dĩa bụm bụm lên chút, không có cái dĩa nào bụm hết trơn á. Ở trong đó mà mày không lấy. Cái dĩa này là cái dĩa nước. Lần nào đợt trước là cái dĩa nữa. Ông lấy hai cho nó mất bệnh. Không phải. Không phải dĩa này. Không, cái dĩa này là cái dĩa đựng nước, còn cái dĩa đựng cục thịt là cái dĩa inox nữa. À. Đợt trước cửa còn cái inox của mày xấu cho. Phép ba lại chờ. Bà nội. Phép lại liền á. Chờ phải đi.